Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, do nằm trọn trong khối không khí lạnh khô, do vậy đến với các tỉnh miền Bắc trong ngày và đêm nay, thời tiết chủ đạo sẽ là trạng thái không mưa, nắng vàng bao trùm toàn khu vực. Cường độ nắng không mạnh, tuy nhiên độ ẩm trong ngày thấp, độ ẩm thấp nhất vào thời điểm trưa chiều chỉ dao động xung quanh ngưỡng 45 cho đến 65% cảm giác khô hanh. Về đêm, do có sự phát xạ nhiệt khá mạnh vào bầu khí quyển, cho nên nhiệt độ không cao, nên nhiệt độ ở ngưỡng trời rét với mức nhiệt thấp nhất vào thời điểm nửa đêm về sáng, dao động trong khoảng từ 16 cho đến 19 độ. Riêng những nơi có địa hình núi cao như là Sapa ở Lào Cai, Mẫu Sơn, Lạng Sơn, Pha Đin, Điện Biên, Sìn Hồ, Lai Châu, nhiệt độ giảm xuống mức 13 cho đến 16 độ, tiết trời khá rét. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trong ngày và đêm nay, thời tiết không có nhiều biến động, phổ biến không mưa, ban ngày trời nắng. Trời xe lạnh vào lúc sáng sớm và đêm với mức nhiệt độ thấp nhất ban đêm trong khoảng từ 19 cho đến 22 độ. Riêng một số nơi vùng núi cao như là tại Quỳ Châu, Tương Dương ở Nghệ An, Quỳ Hợp ở Nghệ An hay là tại Hương Sơn ở Hà Tĩnh và A Lưới ở Thừa Thiên Huế, nhiệt độ xuống dưới 18 đến 19 độ. Đi sâu thêm về phía Nam, ban ngày cường độ nắng sẽ mạnh hơn tại các tỉnh thành dọc ven biển từ Đà Nẵng trở vào cho đến Ninh Thuận và Bình Thuận, với mức nhiệt độ cao nhất ngày trong khoảng từ 30 cho đến 32 độ, mưa chỉ xuất hiện cục bộ vài nơi. Với khu vực phía Nam, trong ngày hôm nay trời vẫn tạnh giáo, ngày có nắng với mức nhiệt trưa chiều, dao động từ 29 cho đến 32 độ ở các tỉnh Tây Nguyên. Riêng các tỉnh thành Nam Bộ nhiệt độ trong khoảng từ 31 đến 34 độ. Miền Đông Nam Bộ có nơi có nắng nóng nhẹ với nhiệt độ cao nhất ngày chạm mức 35 độ vào thời điểm về đêm và sáng ở các tỉnh Nam Bộ tiết trời mát mẻ, riêng khu vực Tây Nguyên nhiệt độ giảm thấp, trời rét nhẹ với mức nhiệt trong khoảng từ 16 cho đến 19 độ. Khu vực Đà Lạt thì nhiệt độ còn giảm xuống mức là 12 cho đến 14 độ. Tiếp nối bản tin, xin mời quý vị cùng đến với thông tin dự báo chi tiết tại các đô thị lớn trên cả nước. Thưa quý vị và các bạn, đến với thủ đô Hà Nội trong ngày hôm nay thời tiết có nắng xuất hiện từ khá sớm, trong ngày hầu như không nơi nào có mưa, nhiệt độ cao nhất ngày tại thủ đô giao động xung quanh ngưỡng 30 đến 31 độ. Nhiệt độ không quá cao, tuy nhiên do nằm trọn trong khối không khí lạnh khô cho nên độ ẩm trưa chiều xuống rất thấp, chủ yếu chỉ trong khoảng từ 40 đến 50%. Với thời tiết nắng khô hanh như thế này thì quý vị nên bổ sung thêm các loại trái cây có vitamin C tăng cường sức khỏe, đồng thời sử dụng thêm các loại kem dưỡng ẩm để bảo vệ làn da khỏi bị nứt nẻ do thời tiết. Tương tự như thời tiết Hà Nội, đến với đất cảng Hải Phòng trong ngày và đêm nay, thời tiết nắng giáo sẽ bao trùm toàn thành phố. Trời không mưa, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời diễn ra trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên do độ ẩm trong ngày không cao, với độ ẩm thấp khiến cho quý vị sẽ có cảm giác hành khô kéo dài. Còn về nhiệt độ thì mức nhiệt độ tranh lệch ngày đêm tại thành phố cũng khá cao. Nhiệt độ cao nhất ngày trong khoảng từ 29 đến 30 độ, còn về đêm giảm xuống chỉ còn trong khoảng từ 19 đến 20 độ, trời lạnh. Đến với thành phố biển xinh đẹp Đà Nẵng, trong ngày hôm nay, người dân cũng như du khách sẽ đón nhận một ngày nắng đẹp với biển xanh, cát trắng. Đây vẫn sẽ là một điểm đến hấp dẫn cho quý vị trong ngày hôm nay cũng như một vài ngày tới. Nhiệt độ cao nhất ngày dao động xung quanh mức 30 đến 31 độ. Về đêm trời xe lạnh với nhiệt độ hạ xuống chỉ còn khoảng 20 độ. Thời tiết khá mát mẻ và dễ chịu. Độ ẩm không khí trung bình dao động từ 70 đến 86%. Đến với thành phố Nha Trang cũng như Đà Nẵng, dự báo thời tiết trong ngày hôm nay sẽ phổ biến ít mưa, trời có mây thay đổi, mưa nhỏ chỉ xuất hiện vài nơi vào buổi sớm và đêm, còn trưa chiều thì có nắng. Thời tiết khô ráo với mức nhiệt độ cao nhất trong khoảng trưa chiều tăng lên 31 độ, còn nhiệt độ thấp nhất ban đêm là khoảng 24 độ. Thời tiết tại đây được nhận định sẽ còn ổn định và thuận lợi cho các hoạt động dân sinh cũng như nhiều hoạt động ngoài trời khác cho tới những ngày cuối tuần. Lùi sâu hơn về phía Nam đến với thành phố Hồ Chí Minh, ngày hôm nay thời tiết tiếp tục duy trì ổn định, trong ngày phổ biến mưa vài nơi, thời gian nắng xuất hiện sớm và kéo dài trong ngày, nhiệt độ cao nhất trưa chiều trên toàn thành phố, chủ yếu trong khoảng từ 33 đến 34 độ. Về đêm thời tiết mát mẻ với nhiệt độ thấp nhất dao động xung quanh ngưỡng 24 độ. Nhìn chung thời tiết ngày hôm nay khá thuận lợi cho các hoạt động lưu thông và dân sinh của người dân cũng như các hoạt động thông thương hàng hóa diễn ra. Với thành phố Cần Thơ, ngày hôm nay thời tiết vẫn phổ biến ít mưa và có nắng vừa phải. Nhiệt độ ban trưa thấp hơn từ 1 cho đến 2 độ so với các tỉnh thành miền Đông, phổ biến trong khoảng từ 32 cho đến 33 độ. Thời tiết nắng giáo thuận lợi cho việc thu hoạch và cất chữ cây trái vừa thu hoạch. Tuy nhiên, trời không mưa còn kéo dài cho nên quý vị nên lưu ý đến việc tưới tiêu cho cây trồng. Quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết đô thị của Đài truyền hình kết thúc số VTC. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.